Mới đây, hãng Adobe đã nâng cấp các cái phiên bản phần mềm của mình lên 2023. Và đương nhiên, Illustrator thì cũng đã được nâng cấp lên phiên bản mới và được bổ sung thêm một vài cái tính năng mới, một vài lệnh mới. Trong đó thì có một cái tính năng mà có thể gọi là vừa mới vừa cũ, đó là tính năng Click Tool Tip. Thế thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về cái Click Tool Tip và xem là nó có hay ho gì hay không. Thì trước hết là chúng ta nói là về mới hay là cũ, vừa mới vừa cũ là tại sao? Tại vì là thực tế ra cái tính năng Click Tool Tip này thì đã được Adobe đưa vào Photoshop từ phiên bản 2017. Thế và thế cho nên là chúng ta nói đây là một tính năng cũ. Nhưng mới là vì đây là lần đầu tiên nó được đưa lên Illustrator. Tất nhiên đối với những cái bạn mà đã làm quen với Adobe lâu rồi thì không có vấn đề gì với tính năng này. Nhưng đối với những người mới thì chắc đây lại là một cái thứ mà nó khá là lạ lẫm nếu như các bạn mới bắt đầu làm quen với lại các cái chương trình đồ họa của Adobe. Thế thì Click Tool Tip nó là cái gì? Thế đây, trước đây thì các cái phiên bản cũ thì nó sẽ có một cái tính năng nó gọi là tool tip. Thì khi chúng ta trỏ chuột vào một cái công cụ nào đó ở trong hộp công cụ thì nó sẽ hiện lên một cái nhãn, nó thông báo tên và phím tắt nếu có của cái công cụ này. Tuy nhiên là cái lý giải như thế thì nó không đủ đối với lại người mới, tại vì là một cái tên thì nó sẽ không giải thích được là cái công cụ này sẽ làm cái gì và làm ra làm sao. Cho nên tới các cái phiên bản mới này thì cái tính năng Click Tool Tip nó sẽ là một cái trợ thủ cho người mới làm quen với phần mềm, để họ trỏ chuột vào đó thì họ có thể biết được là cái công cụ này nó tên là gì, phím tắt nó ra làm sao và nó sẽ hoạt động như thế nào, nó làm ra cái việc gì. Đây, chúng ta hãy xem khi chúng ta trỏ vào một cái chúng ta trỏ vào một cái công cụ thì nó sẽ hiện lên một cái bảng hướng dẫn động như thế này. Tức là nó sẽ hướng dẫn bằng hình rất là cụ thể. Ví dụ như thế này. Đây, hoặc là chúng ta sang một cái công cụ khác thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Direct selection này, phím tắt là A này. Nó giải thích là select and adjust entry point and segment to reshape path. Đó. Nó sẽ giải thích hẳn hoi là cái công cụ này dùng để chọn các cái để điều khiển những cái điểm neo và các cái đoạn thẳng để chỉnh sửa định vị để định dạng lại các cái hình dáng hình vẽ ở trong Illustrator. Ví dụ như thế. Thế thì một cái click tool tip như thế này thì nó là một cái trợ thủ mà nó rất là trực quan, cho nên là đối với những người mới ấy, thì họ sẽ có một cái hình dung tốt hơn về cái công dụng của cái công cụ này là cái gì, làm ra làm sao. Đó, thế thì nó sẽ rất là tốt cho người mới. Tuy nhiên cái gì nó cũng có hai mặt. Khi mà họ qua được cái bước bối rối lúc đầu tiên khi mà mới làm quen với chương trình, một ngày hai ngày họ chưa biết, nhưng đến ngày thứ ba thứ tư họ biết rồi thì cái click tool tip này nó có còn giá trị nữa hay không, thì đến lúc đó đối với kinh nghiệm bản thân thì tôi thấy rằng là nó là một cái thứ nó sẽ gây phiền nhiễu nhiều hơn là hỗ trợ đấy, tại vì nó được sinh ra dành cho người mới tinh tình tình các tấm chiếu mới thôi đấy. Thế còn người mà có kinh nghiệm rồi mà suốt ngày cứ nhảy ra để giới thiệu đây là công cụ gì, nó làm cái gì, trong khi họ đã làm mòn tay bao nhiêu năm rồi, thì đấy lại là cái thứ rất là buồn cười và do đó thì chúng ta sẽ không muốn nó hiện diện nữa. Thế thì nếu mà chúng ta không muốn hiện diện nữa thì chúng ta sẽ tắt hoặc bật nó ở đâu? Thế đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tắt bật nó để đến khi nào mà các bạn làm quen rồi các bạn có thể tự tắt nó đi nếu các bạn không muốn dùng nó nữa. Đó là các bạn vào menu edit này, vào phần preference này, sau đó thì các bạn vào phần general, hoặc nếu mà nhớ được thì các bạn nhấn luôn cái phím tắt là Ctrl K nhé. Thì hộp thoại Preference này mở ra thì ngay ở cái phần đầu tiên ở bên trái này
là nó đang đánh dấu general đây, và các bạn sẽ thấy là có hai cái tùy chọn đây, tùy chọn cổ điển ngày xưa đó là show tone tip, thế còn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là show rich tone tip. Thì đây chính là cái phần mới mà được bổ sung vào phiên bản 2023 đây. Và nếu như các bạn mà không muốn nó hiện diện trên cái giao diện người dùng nữa thì các bạn chỉ đơn giản là bỏ tích vào cái phần này đi, sau đó nhấp OK. Thế là xong. Bây giờ chúng ta chọn vào bất kỳ một công cụ nào, nó chỉ còn cái tooltip nó hiện lên như ở các phiên bản cũ thôi. Và như vậy là chúng ta sẽ không bị làm phiền bởi cái tính năng mới này nữa, một khi mà chúng ta đã nắm vững được cái quy cách và cách hoạt động của nó rồi. Thế hy vọng rằng là một cái video ngắn này sẽ giúp các bạn tắt bỏ được cái tính năng nếu như các bạn không muốn.